Xin chào mọi người, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero. Channel Tip và những lần cà khịa bóng đá Việt Nam. Tiền vệ Channel Tip Song Krasin chỉ ra yếu tố dẫn tới sự khác biệt trong thái độ thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam so với đồng nghiệp bên phía đội tuyển Thái Lan. Ở Việt Nam, chính bởi mức thu nhập không cao so với mặt bằng chung của chúng ta khiến các cầu thủ của họ luôn thi đấu bằng trái tim. Phát biểu của Channel Tip rằng cầu thủ Việt Nam đá máu lửa vì thu nhập thấp khiến không ít người hâm mộ và cả cầu thủ Việt Nam nóng mặt. Liệu ngôi sao Thái Lan có nói sai? Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu nhé! Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất. Tạm biệt! China Tip và những lần cà khịa bóng đá Việt Nam. China Tip Song Krasin đã trở thành cái tên hết sức quen thuộc với những ai quan tâm đến bóng đá Đông Nam Á. Người hâm mộ biết đến ngôi sao người Thái không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi những phát biểu gây tranh cãi của anh. Mới đây, cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan China Tip Song Krasin một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi cho rằng lương thấp là lý do giúp các cầu thủ Việt Nam chơi quyết tâm hơn trong mỗi trận đấu. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam không có thu nhập cao như các cầu thủ Thái Lan, điều đó khiến họ luôn khát khao, kỷ luật và máu lửa. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chuyên nghiệp hơn và thể hiện sự khát khao hơn ở mỗi trận đấu. Cơ hội của chúng ta ở vòng loại World Cup 2022 vẫn còn khi trước mắt có 3 trận đấu. Quan điểm trên của China Tip khiến nhiều fan Việt phẫn nộ và họ lập tức kéo vào trang cá nhân của anh chàng này để phản ứng. Không ít trong số này hẳn sẽ thắc mắc rằng lương của Messi Thái khủng cỡ nào mà có thể mạnh miệng tuyên bố như vậy. Hóa ra, con số thực dù rất cao nhưng vẫn chưa là gì nếu so với một cầu thủ Việt. China Tip ký hợp đồng thi đấu dài hạn với câu lạc bộ Consadole Sapporo hồi năm ngoái và các mức đãi ngộ thì không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo con số được trang Empaki tiết lộ, lương của tiền vệ sinh năm 1993 rơi vào khoảng 250.000 euro mỗi năm, tương đương 6,5 tỷ đồng. Cách đây chưa lâu, Thái Rat cũng xác nhận lại số liệu này trong một bài viết của mình. Nhưng khoản đãi ngộ này chỉ bằng hơn nửa những gì Đoàn Văn Hậu đang nhận tại Heerenveen. Bản hợp đồng vừa ký giữa cầu thủ sinh năm 1999 với đội bóng Hà Lan giúp anh nhận về khoản lương lên tới 450.000 euro mỗi năm, tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng. Quả thật, xét theo mặt bằng chung, lương của các cầu thủ Thái nhỉnh hơn so với chúng ta. Tuy nhiên, việc China Tip coi thu nhập là nhân tố chi phối lòng quyết tâm của toàn đội khi ra sân, vấp phải nhiều tổ trái chiều. Như trường hợp của chính Văn Hậu, dù lương rất cao nhưng hậu vệ người Thái Bình luôn chơi quên mình mỗi khi được đặt niềm tin. Cậu ta nói thu nhập của cầu thủ Việt không bằng cầu thủ Thái thì có vẻ đúng, nhưng cầu thủ Việt Nam chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì đất nước và lòng tin của người hâm mộ. Chúng ta thấy điều đó qua sự đoàn kết và tinh thần cống hiến của các cầu thủ, một fan bình luận. Khi được các phóng viên Việt Nam hỏi về lời phát biểu của China Tip Song Krasin, chê cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi bóng chủ yếu vì tiền, bản thân tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng đáp trả cứng rắn trước phát ngôn của Messi Thái. Anh nói, tôi không quá quan tâm đến phát biểu đó của China Tip. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó không hợp lý, bởi tôi cũng như các cầu thủ Việt Nam khác luôn sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Với mỗi cầu thủ Việt Nam, điều đầu tiên khi bước ra sân là thể hiện quyết tâm và không cần để ý những vấn đề ngoài chuyên môn, cầu thủ U23 Việt Nam khẳng định. Đây không phải là lần đầu tiên mà China Tip gây nên sự phẫn nộ trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, anh chàng Messi Thái này đã từng nhận xét các cầu thủ của Việt Nam theo kiểu mỉa mai rằng chuyện đá rắn là đặc sản của đội tuyển Việt Nam rồi nên tôi xem chuyện đó là bình thường. Lối chơi như thế nào thì cũng không cản được lối chơi quyết tâm của tôi đâu. Thế nhưng trong những trận đấu gần đây giữa hai đội tuyển, Thái Lan mới là đội khiến cho ai xem cũng phải nóng mặt. Điển hình có thể kể đến trận chạm trán của đội tuyển Thái Lan gặp Việt Nam tại vòng mở màn King's Cup 2019. Mặc dù chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, tuy nhiên những pha tranh chấp lại cứ như thể ở một trận tranh huy chương vàng SEA Games hay chung kết AFF Cup vậy. Các cầu thủ xứ sở chùa vàng không ngại phạm lỗi thô bạo với các chàng trai của chúng ta. Chắc hẳn những ai xem trận đấu này vẫn chưa thể quên pha phi cước hết sức nguy hiểm của Pansa dành cho Công Vượng hay cú tát như trời giáng của Thitipan vào mặt em út Văn Hậu. Nhắc mới nhớ, cũng chính nhờ cú tát của đàn em mà China Tip lại có một lần nữa được dịp trổ tài cà khịa. Nhưng xui cho anh chàng là lần này cộng đồng Việt Nam lại không dễ cho qua như mấy lần trước. Cụ thể, khi ở Nhật Bản để điều trị chấn thương, China Tip không quên dõi theo cuộc chạm trán của đội tuyển Thái Lan gặp Việt Nam tại vòng mở màn King's Cup 2019. Cùng thời điểm trận đấu đang diễn ra, anh viết trên trang cá nhân một dòng trạng thái ngắn bằng tiếng Thái, tát vào cái mặt chết tiệt đó, ha ha. Ngay lập tức, cổ động viên Việt Nam nhận ra dòng chia sẻ này trùng với thời điểm khi Đoàn Văn Hậu bị cầu thủ Thái Lan tát vào mặt. Phút 64, hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội phải nằm sân sau khi bị Thitipan Puangchan tát, nhưng trọng tài lại rút thẻ vàng cho Văn Toàn.
trong suốt trận đấu, tiền vệ số 8 của Voi Chiến không ít lần phạm lỗi với các cầu thủ đầu khách, thậm chí khiến Văn Hậu một lần phải nằm sân đau đớn ngay đầu hiệp 1. Ngay cả Quỳnh Anh, bạn gái Duy Mạnh cũng phải vào thể hiện sự bực tức. Thằng này láo, bạn gái Duy Mạnh phẫn nộ. Chỉ sau 2 ngày gây sóng gió, cuối cùng trên trang cá nhân, cầu thủ 25 tuổi đã phải chính thức gửi lời xin lỗi đến Văn Hậu và toàn thể cổ động viên Việt Nam. Gửi đến đội tuyển Việt Nam và tất cả cổ động viên Việt Nam, đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam vì những hành động mà bản thân đã gây ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các cổ động viên Việt Nam về những gì tôi đã nói. Đây thật sự là lỗi của tôi và tôi thành thật cảm thấy có lỗi về những việc mình đã làm. Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ mạnh nhất tại ASEAN trong thời điểm hiện tại. Và hơn tất cả, chúng ta là những người bạn để cùng nhau xây dựng và phát triển nền bóng đá ASEAN trở nên tốt hơn. Từ bây giờ, tôi thật sự hy vọng tất cả các cầu thủ và cổ động viên có thể dừng sự tranh chấp mâu thuẫn này lại và giúp đỡ nhau cho một Thái Lan, Việt Nam và tất cả các quốc gia trong khu vực ASEAN trong tương lai. Một lần nữa, xin cảm ơn và chân thành xin lỗi. Chanathip Songkrasin. Thế nhưng ông bà ta vẫn hay nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mặc dù mới phải xin lỗi vì tội vạ miệng, nhưng Chanathip lại tính nào tật ấy. Gần đây hơn, khi nhắc tới vòng chung kết U23 châu Á, Messi Thái cũng khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi cho rằng kỹ thuật của các cầu thủ U23 Thái Lan còn hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tôi đã quan sát các cầu thủ Thái Lan thi đấu tại SEA Games 30. Họ đã thể hiện một nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, họ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc và họ còn phải học rất nhiều. SEA Games là bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Akira Nishino chắc chắn sẽ có đủ thời gian để có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tôi tin U23 Thái Lan có thể giành kết quả tốt ở giải lần này. Vì quá tuổi, Chanathip Songkrasin sẽ không tham dự giải U23 châu Á. Anh sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Thái Lan. Dù Chanathip nói cứng, song có một sự thật là trong năm 2019, bóng đá Thái Lan cấp U22, U23 và đội tuyển quốc gia không thắng nổi U22, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam lấy một trận nào. Cuối tháng 3, U23 Thái Lan thua Nhật 0-4 trên sân Mỹ Đình. Tháng 6, đội tuyển quốc gia Thái Lan mời Việt Nam sang đá giải giao hữu King's Cup, thua luôn 0-1. Hai trận vòng loại World Cup đều hòa không đều. SEA Games 30, U22 Thái Lan không thể thắng dù dẫn trước 2 bàn. Không biết liệu Chanathip Songkrasin sẽ còn mạnh miệng đến khi nào. Có lẽ Messi Thái nên lấy tấm gương của ông thầy Kiatisak ra mà học tập. Huấn luyện viên người Thái đã từng mạnh dạn tuyên bố rằng phải 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới có thể đuổi kịp bóng đá Thái Lan. Vậy mà 10 năm đâu không thấy, chỉ thấy gần nửa năm sau, Kiatisak lại lò mò đưa ra lời xin lỗi trên báo chí và muốn rút lại lời phát biểu của mình. Và trong tình huống này, Mr. Zero chợt nhớ đến một câu tục ngữ của Việt Nam rất phù hợp để dành cho cầu thủ và huấn luyện viên người Thái. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, hay ông bà ta có bảo uống miệng 7 lần trước khi nói thì cũng cấm có sai bao giờ. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, phát biểu của Chanathip Songkrasin là đúng hay không? Hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe vì chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.